Thằng chó con này hôm nay nó hóng ra đây chơi rồi này. Đấy. Vừa nó nhảy lên trên chuồng nhìn rõ. Mặt của nó giống mặt của ba con lần trước đó. Đây. Bỏ mặt rồi rồi. Thanh niên đực. Rồi lại phải chở thêm cám rồi, đang chờ cái lô mới mà nó lại đang trục trặc tí, lại chở thêm mấy bao xanh vậy. Thế ăn cái này chúng nó chạy. Mà hôm nay thì không chịu đựng nữa rồi. Hôm nay là cái này có vẻ như là cái không thích đực nữa rồi. Đấy. Hôm nay là đực thì thích chơi với chủ hơn là chơi với cái rồi. Để xem ra ông gạ gẫm kiểu gì. Là gạ gẫm kiểu gì, có gạ được không? Thì mặt lõm ngầu, để lau mặt đi cho lõm nhé. Thấy chuẩn bị đồ ăn là bắt đầu đòi ăn rồi. Hai em cọc cái chờ em mờ, coi như là hôm nay là cứ coi như là em mờ là phối ngày 20, phối ngày 20 tháng 12. Ai mà quan tâm cái cặp mờ sẹo mờ này thì nhớ 20 tháng 12 20 tháng 2 này sẽ đẻ. Đây. Đấy, phần cái chưa. Cái thấy chuẩn bị đồ ăn là cho con đòi ăn. Hai con nhóc con đòi ăn. Bụng thì vẫn đang no căng nhưng mà thấy chuẩn bị đồ ăn thì đòi ăn ngay. rất chăm chú và rất yên ái. Thấy đằng đồng cám, tiếng đồng cám. Bụ bấm lắm, vừa cân xong hai con cái là mỗi con 7 cân. Thì con đực hôm nay về nhà mới là không cân, nhưng con đực nếu mà hai con cái 7 cân thì con đực nó phải 8 cân rồi. 8 cân được hôm nay là 60 mấy ngày. Thế thì cái đàn này nó cũng chẳng có ít cân hơn là cái đàn trước. Cũng thế thôi, cũng to cao như nhau. Đàn này thử quấn tay sớm, quấn hỗ trợ thôi, quấn hỗ trợ sớm. Đây là nhờ người quấn hộ đây. Nhìn trông nó nhuôm nhem quá. Quấn như kiểu tay đớp vô man, quấn tay cọc như tay đớp vô man. Nó dọa dẫm gì nhau. Nó cọc này. Còn mình này đang nghịch cái bát này. Tiếc quá lại dài đuôi. Thảo này chắc phải được 2 cân rồi. Ngon ạ. Cũng biết anh đang quay video kìa. Lõm là thế là coi như là đã có hậu duệ để lại rồi. Ở đằng trước chờ mò thôi. Lõm với lồi đều có hậu duệ để lại để chờ con mò.